cứ sống độ lượng bao dung, lấy thiện tâm đãi người, ắt có phúc báo muôn vàn kiếp. Lấy thiện đãi người, lấy chân thành đối đãi việc, cả đời ắt được thanh thản. Làm người, lấy lương thiện nhân hậu đãi người, lấy chân thành đối đãi việc. Như vậy thì dù có ở đâu, chúng ta cũng có được một cuộc sống thanh nhàn, an lạc, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành. Một đời kết thiện duyên, phúc báo muôn vàn kiếp. Theo ghi chép trong Phó Pháp Tạng Kinh, vào thời Đức Phật Tỳ Bà Thi còn tại thế, có một vị tỳ kheo, đầu rất là đau nhức. Lúc ấy, Tôn giả Bạc Câu La, vốn là một người nghèo khó, đã lấy một quả kha lê bố thí cho ông. Vị tỳ kheo sau khi ăn xong, chứng đau đầu đã hoàn toàn khỏi hẳn. Tôn giả Bạc Câu La vì đã làm một việc thiện lành này nên đã kết được nhân duyên này. Vậy nên vào 91 kiếp sau đó, Bạc Câu La đều sống hạnh phúc, vui vẻ, thân thể cũng không bao giờ mắc bệnh. Về sau, Bạc Câu La chuyển sinh vào trong một gia đình thuộc dòng dõi Bà La Môn. Mẹ của ông mất sớm, người mẹ kế nhiều lần muốn giết hại ông đều không thành công. Có một lần, mẹ kế bỏ ông xuống sông, bị cá lớn nuốt chửng. Con cá ngay sau đó bị ngư dân bắt được, mổ bụng cá ra thì thấy có một đứa trẻ. Bạc Câu La đã trở thành con nuôi của một người đức cao trọng vọng. Về sau, tu hành chứng đắc quả vị La Hán. Bạc Câu La bố thí cho một vị tăng nhân bị bệnh, liền có được thiện báo 91 kiếp không bệnh tật. Hơn nữa, nhiều lần gặp nạn mà không chết. Đây là duyên cớ của phúc điền đặc biệt. Lẽ nào đây không phải là ác tinh? Tức ngôi sao hung ác lìa xa, còn các thần, thần may mắn thì che chở hay sao? Thiện tâm đãi người, trời báo đáp. Thiện lương là một vật chất trong phạm trù hình thái tư tưởng hoặc ý thức, hình thành ở bên trong và thể hiện ra hành động bên ngoài. Hơn nữa là một thể thống nhất, có tác dụng thăng hoa tư tưởng và hành vi của tự mình. Thông thường mà nói, ở vào một xã hội truyền thống bình thường, lực độ hành thiện của một người có quan hệ tỷ thuận với lượng nhiều ít của chất đức nơi tự thân con người. Nhưng cũng không tuyệt đối, nhất là xã hội con người khi đã bước vào thời kỳ mạt pháp này, thói thời sa sút, lòng người chẳng được như xưa, phẩm hạnh đạo đức của con người ngày càng bại hoại. Dạ ác đấu hiện hữu khắp nơi, các thứ tệ nạn như cờ bạc, ma túy, mại dâm len lỏi đến mọi ngóc ngách, khiến cho có những người không làm việc thiện, một lòng chỉ để mắt đến tiền, làm giàu bất chính. Nhưng những người làm việc thiện thì chắc chắn là người có đạo đức. Người có đạo đức có những lúc cũng khó tránh khỏi gặp phải một số đau khổ. Đây cũng là ý trời khó tránh. Chính xem bạn đối đãi thế nào có thể chuyển hóa đức của bạn hướng đến cảnh giới cao hơn, hòa vào trong đau khổ, biến ác thành thiện, từ đó cải biến đời người của mình hay không. Nhìn từ một góc độ khác, bên trong chuyện này vẫn còn tồn tại vấn đề thiện đức cùng tăng trưởng. Thiện hạnh của một người nhiều rồi thì đức cũng sẽ dần dần lớn thêm lên. Và đức lớn rồi thì việc thiện của mình cũng sẽ ngày càng nhiều hơn, phần lượng bên trong nó cũng sẽ ngày càng nặng, và chuyển biến của người này cũng sẽ ngày một lớn hơn. Cổ nhân nói, tích thiện hữu thiện báo, tích ác hữu ác báo. Tích thiện chi gia tất có dư khánh, làm ác chi gia tất có dư hại. Làm việc thiện được thiện báo, làm điều ác gặp ác báo. Nhà nào tích thiện, nhà đó được may mắn, nhà nào hành ác sẽ gặp tai ương.
cảnh do tâm tạo, cảnh tùy tâm chuyển. Muốn đắc may mắn hay chiêu mời tai họa, tất cả đều là do nhân tâm của một người như thế nào. Vì vậy, từ xưa đến nay, người ta đều khuyên con người hướng thiện, chứ không phải là không có nguyên nhân. Phật dạy, từ bi không phân biệt ai với ai. Đức Phật đã từng được tặng một món quà kỳ lạ. Một hôm, khi Đức Phật đang thuyết giảng Phật Pháp cho các vị đệ tử, thì bỗng nhiên có một người tu sĩ Bà La Môn xông đến, xúc phạm Ngài Thậm Tệ, thậm chí còn định tấn công Ngài. Thế nhưng dưới cái nhìn trí tuệ của một bậc toàn giác, đáp lại thái độ giận dữ của đối phương, Đức Phật chỉ hoàn toàn im lặng. Tất cả đệ tử đều ngạc nhiên trước cách hành xử của Đức Phật. Người đàn ông Bà La Môn lại càng ngạc nhiên gấp bội. Ông đã hỏi Đức Phật rằng, tại sao lại im lặng nghe ông ta chửi? Đức Phật chỉ mỉm cười bình thản. Nếu ta tặng ông một món quà, ông không nhận thì món quà đó thuộc về ai? Thuộc về tôi, người đàn ông đáp. Đức Phật gật đầu và giải thích. Cũng như vậy, ông chửi ta không nhận thì thôi. Tha thứ cho người khác chính là cởi trói cho chính mình. Trong cuộc sống, bạn có bằng lòng tha thứ cho người đã hãm hại bạn không? Bạn có bằng lòng giúp đỡ họ không? Bạn có cần người khác phải cúi đầu xin lỗi bạn trước, rồi bạn mới giúp đỡ lại họ? Vốn dĩ, lòng từ bi không phân biệt ai với ai, trước hay sau, sang hay bần. Chỉ cần cảm nhận được tất cả nỗi đau khổ của chúng sinh, đối xử tử tế với chúng sinh, đồng thời giải thoát chúng sinh khỏi những đau khổ đó, hy vọng chúng sinh được sống vui vẻ, đó chính là sự từ bi chân chính. Tha thứ cho người khác cũng là cởi trói cho chính mình. Nhiệt tình giúp đỡ người khác, tích cực cho đi cũng là cách để chúng ta nhận lại phúc báo cho bản thân. Vốn dĩ, phúc báo lớn nhất trên đời chính là sự tha thứ. Con người cao bởi chữ nhẫn, quý ở chữ thiện và hơn nhau ở chữ ngộ. Thật khó để định nghĩa thế nào là người thượng đẳng hay hạ đẳng. Nhưng nếu làm tốt những điều dưới đây, chắc hẳn bạn sẽ tự hoàn thiện mình hơn rất nhiều. Khi đắc ý, hài lòng, đừng quá cuồng vọng. Cuồng tất sẽ kiêu, mà kiêu thì tất sẽ bại. Làm mầm mống dẫn đến thất ý. Khi thất ý đừng quá bi thương, bởi vì bi thương thì sẽ yếu lòng. Yếu lòng tất sẽ suy sụp. Một khi không gượng dậy nổi thì chính là không tôn trọng sinh mệnh của mình. Mọi sự nên tùy duyên, không nên cưỡng cầu. Thuận theo tự nhiên, thích ứng với mọi hoàn cảnh mới có thể khiến tâm tình tốt đẹp. Mọi việc trong đời cần xem xét, nên làm thì hãy làm, không nên làm thì không làm là được rồi. Đừng quá khắt khe đòi hỏi ở người khác. Những việc bản thân không muốn thì đừng áp đặt lên người khác. Đừng quá khắt khe với bản thân. Những việc không muốn cũng đừng áp đặt bản thân. Hãy để tự nhiên. Ai cũng phải trải qua một giai đoạn khó khăn nào đó trong cuộc sống. Đừng chán nản và hãy nghĩ đến viễn cảnh sau cơn mưa trời lại sáng. Không ai rảnh rỗi ngồi đấy đếm từng lỗi của bạn. Cứ thư giãn thôi, quan trọng là giai đoạn sau khi sai phạm, sửa chữa lỗi lầm. Bạn sẽ dễ dàng tìm được những người bạn cùng chung tư tưởng. Thế nhưng, bạn cũng phải chuẩn bị tinh thần khi làm việc cho những người khác quan điểm. Đừng phán xét ai cả. Đằng sau mỗi người đều có một câu chuyện và những vấn đề riêng mà chỉ có họ mới có thể hiểu hết. Bạn có thích người ta phán xét mình không?
Nếu bạn không thích điều gì xảy ra với mình, thì cũng đừng nên làm điều đó với người khác. Khi tranh luận, nếu gặp phải người hiếu chiến, thì nhường người ta đi, gần cổ lên, được gì ngoài mất hòa khí. Nửa ổ bánh mì nó vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì chưa chắc còn là sự thật, không cần cãi. Đừng xem thường ai khi họ chưa có gì, bởi vì loài người thường lạ lắm. Khi sa cơ không lời an ủi, thì lúc thành công họ cũng không cần tiếng vỗ tay. Hãy tôn trọng và đối đãi tốt đẹp, ngay cả khi họ chưa là gì, đó mới là lòng tốt thật sự. Hãy luôn chú trọng vẻ bề ngoài. Đây là cách bạn tôn trọng chính mình và cả những người xung quanh. Con người cao ở nhẫn. Trong mọi việc đều có thể nhẫn thì phẩm chất sẽ tự nhiên cao. Con người quý ở thiện. Trong cuộc đời luôn tích đức, làm việc thiện thì mới là đáng trân quý. Con người hơn khác nhau ở chỗ ngộ. Một người có thể hiểu thấu nhân sinh thì mới là kiệt xuất hơn người. Người xưa dạy rằng, làm người hãy tu dưỡng để trở thành người thượng đẳng, đừng để trở thành người hạ đẳng. Vậy để trở thành người có tu dưỡng, chúng ta cần phải làm gì? Hãy cùng xem những lời răn của người xưa dưới đây. Khi đắc ý, hài lòng, đừng quá cuồng vọng. Cuồng tất sẽ kiêu, mà kiêu tất sẽ bại, là mầm mống dẫn đến thất ý. Khi thất ý đừng quá bi thương, bởi vì bi thương thì sẽ yếu lòng tất sẽ suy sụp. Một khi không gượng dậy nổi thì chính là không tôn trọng sinh mệnh của mình. Mọi sự nên tùy duyên, không nên cưỡng cầu. Thuận theo tự nhiên, thích ứng với mọi hoàn cảnh mới có thể khiến tâm tình tốt đẹp. Mọi việc trong đời cần xem xét, nên làm thì hãy làm, không nên làm thì không nên làm là được rồi. Đừng quá khắt khe, đừng đòi hỏi ở người khác những việc mà bản thân không muốn làm. Cũng đừng quá khắt khe với bản thân, những việc không muốn cũng đừng áp đặt bản thân, hãy để tự nhiên. Đừng cay cú, trách móc khi ai đó ghét mình. Cứ nghĩ rằng hẳn mình phải có 50% sai. Nếu mình tốt và đúng hết thì người ta đã chẳng ghét. Bạn hãy cứ nghĩ vậy đi cho bản thân được thanh thản. Con người cao ở chữ nhẫn. Trong mọi việc đều có thể nhẫn thì phẩm chất sẽ tự nhiên cao. Con người quý ở thiện. Trong cuộc đời luôn tích đức, làm việc thiện thì mới đáng trân quý. Con người hơn người khác ở chỗ ngộ. Một người có thể hiểu thấu nhân sinh thì mới là kiệt xuất hơn người. Đời người, công danh lợi lộc chỉ như mây khói thoảng qua, có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Duy chỉ có tiếng thơm là lưu truyền mãi ngàn năm. Người mà hạ thấp người khác để nâng mình lên, hay nâng mình lên nhằm hạ thấp người khác, thì đều chỉ là tiểu nhân, không được người đời tôn trọng. Người mà khiêm tốn, cung kính, nâng người hạ mình mới là điều mà người quân tử hướng tới. Người đa nghi tất sẽ sinh thị phi. Người nhiều lo lắng thì sẽ sinh phiền não. Người nhiều suy tư, hoài niệm sẽ sinh ra u buồn. Người quá nhiều oán hận sẽ sinh ra căm phẫn, uất ức. Một khi tâm bình thì khí tất sẽ thuận, tâm loạn thì mọi sự tất sẽ rối. Tâm thái của một người bị mất cân bằng thì mọi thứ tất sẽ bị lệch. Đối với người thiện, người tốt thì phải cung kính. Đối với người ác, người xấu thì phải nghiêm khắc. Đối với bạn thì phải độ lượng. Đối với người tài thì phải khiêm tốn. Đối với người hèn yếu thì phải khoan dung, giúp đỡ. Vạn vật trong xã hội loài người
đều phải ở trong bồi dưỡng, hung đúc mà có phẩm chất tốt đẹp hơn. Con người cũng vậy, sống trên đời phải thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân tu dưỡng thành người thượng đẳng, cao quý. Muốn có hạnh phúc trọn vẹn, hãy tu tâm tạo nghiệp lành. Sở dĩ cuộc đời còn nhiều khổ đau, bởi vì con người thường tự làm khổ chính mình và làm khổ người khác. Con người tự làm khổ chính mình và làm khổ người khác bởi các tâm tham lam, sân hận và si mê. Bởi vậy cho nên, muốn sống cuộc đời thảnh thơi, an lạc và hạnh phúc, không tự làm khổ mình và không gây khổ cho người, chúng ta phải biết tu tâm hay tu tâm dưỡng tánh. Tu tâm là cách để con người ta tĩnh tâm trước mọi thay đổi, đau khổ, mọi bộn bề của cuộc sống. Đạo Phật nói, cuộc đời là biển khổ mênh mông, không có ngày thôi dứt. Vì nhân loại lúc nào cũng đấu tranh giành giật, chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên, để rồi giết hại lẫn nhau, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu. Con người đau khổ bởi sinh già bệnh chết. Tâm đau khổ vì phiền não, tham sân si, mạn nghi ác kiến. Trong gia đình, khổ vì phải làm việc vất vả, nhọc nhằn để lo cơm áo gạo tiền, rồi thương yêu lìa khổ, oán ghét mà gặp nhau hoài, lại càng khổ hơn. Mong cầu mà không được cũng khổ, thân ốm yếu hoặc sung mãn quá cũng khổ. Nghèo cùng với bao nỗi thiếu thốn, khó khăn, khổ là lẽ đương nhiên, nhưng người giàu sang phú quý vẫn có những nỗi khổ, niềm đau riêng. Ngoài xã hội, lại khổ vì đấu tranh, giành giật, hơn thua, phải trái. Cứ như thế, oán giận thù hằn ngày càng thêm chồng chất. Với hoàn cảnh thì khổ về thiên tai, sóng thần, động đất, bão lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh tràn lan vì sự ngu si mê muội của con người. Người không biết tu, bản thân họ không được hưởng an lạc và hạnh phúc. Họ thường bị phiền não và đau khổ, cuộc đời chi phối, bức bối và chẳng có một phút giây thanh thản. Tấm lòng của mỗi người tuy khác nhau nhưng đều chung mục đích là hướng thiện. Muốn có tấm lòng trong sáng, tốt đẹp, được người yêu thần quý thì nên săn sóc, nuôi dưỡng tấm lòng của mình hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Tu tâm là việc có thể tự làm ở ngay tại nhà, ngay trong từng việc nhỏ hàng ngày, ở bất kỳ nơi đâu. Ở nhà nên biết kính trên nhường dưới, hòa nhã, yêu thương. Ra đường biết bên yếu chống mạnh, bảo vệ lẽ phải, chấp hành pháp luật cũng là tu tâm. Ba điều sau đây rất có ích cho việc dưỡng tâm lại đơn giản nên học theo. Đầu tiên, thở chậm và điều hòa. Nếu có thể mỉm cười, dù bằng mắt hay chỉ nghĩ đến niềm vui trong lòng, tức là để tâm hài hòa với mọi sự và mọi vật xung quanh. Thứ hai, buông nhẹ hai vai, thả lỏng thân thể, cho mọi phiền muộn, những điều không may mắn chạy xuống chân, ra khỏi thân thể và tan biến vào lòng đất. Thứ ba, để một cái lọ thủy tinh ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. Mỗi lần đi ra đi vào, nhìn thấy lọ thủy tinh thì nhớ nhắc mình bỏ những đồng tiền xu, tiền cắt vào đó và tâm niệm: tôi đóng góp số tiền này để có thể giúp đỡ những trẻ mồ côi, người già yếu hay những ai kém may mắn, vất vả, thiếu thốn trên đường đời. Những điều ấy tuy nhỏ thôi, nhưng như nước dưỡng cây, nuôi lớn tâm hồn, giúp ta trở thành người tốt, biết hướng thiện, sẻ chia và trở nên đẹp đẽ giữa cuộc đời. Mỗi một người tốt sẽ góp phần làm nên một xã hội tốt. Tu tâm và dưỡng tính, theo lời Phật dạy, là tạo phúc cho bản thân. Ba câu nói sau có thể mang lại phúc đức cho cả đời người.
Trong cuộc đời mỗi con người, gặp được quý nhân không phải là chuyện dễ dàng. Thế nên, chúng ta càng nên đọc, ngẫm và làm theo những câu nói có thể mang lại lợi ích lâu dài sau đây. Hãy nhớ rằng, có những thứ không thể nắm chặt trong tay. Hãy để nó thuận theo lẽ tự nhiên để bản thân ta được nhẹ nhõm. Trong đầu không phải đè nặng những mối suy tư. Câu thứ nhất, không nhất thiết phải tự tạo áp lực hạ thấp mình, càng không nhất thiết phải tâng bốc người khác. Cho dù xuất thân thấp kém hay cuộc sống khó khăn, chúng ta cũng không nên để bản thân bị thao túng trước ánh mắt của người khác. Chỉ có duy trì vững chắc nhận vốn có của bản thân, trực tiếp đối mặt với đời. Lúc cần nói thì nên nói, lúc cần làm thì nên làm, bạn sẽ khiến người khác không thể coi thường mình. Đây cũng là cách giúp bạn có thêm ngày càng nhiều những cơ hội bình đẳng và có sự tôn trọng. Câu nói thứ hai, tin vào bản thân quan trọng hơn việc dựa dẫm vào người khác. Làm người nhất định phải có tư tưởng, có trách nhiệm với xã hội. Với mỗi cá nhân, tin vào chính bản thân mình quan trọng hơn rất nhiều so với việc ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Những người khác nhau khi hành sự chắc chắn không thể giống nhau. Năng lực mạnh, yếu của từng cá nhân, thông thường người quản lý đều có thể thấy rõ. Chỉ cần tận tâm tận lực làm việc, bạn sẽ không bị vùi dập, trừ khi bạn vẫn còn nghi ngờ vào năng lực của bản thân. Bất luận thực tế cuộc sống của mỗi người có ra sao, nỗ lực không bao giờ là thừa. Câu nói thứ ba, biết kiềm nén và biết khiêm tốn. Trên hành trình mang tên đường đời, khó có thể tránh được những lúc thất bại. Việc oán hận người khác, than trời bất công, đó đều là những biểu hiện cho thấy chúng ta chưa thể kiềm nén bản thân. Kiềm nén, kiểm soát được cảm xúc, tình cảm của bản thân là biểu hiện của một cái đầu khôn ngoan, trí tuệ, là sự trầm định của lý trí, là tiêu chí của sự thành thục. Khiêm tốn chính là sự tự tin trong nội tâm. Hãy thật sáng suốt, nhận định lúc nào nên khiêm tốn để biến nó thành vũ khí quyết định sự thành bại của bản thân. Có người thắc mắc, phúc lộc của đời người là từ đâu mà đến? Là do tài năng, học vấn, do may mắn hay sự ưu ái của ông trời? Kỳ thực hoàn toàn không phải vậy. Cổ nhân có câu rằng, người làm điều thiện, phúc tuy chưa đến, nhưng họa cũng đã tránh xa. Người làm điều ác, họa tuy chưa đến, nhưng phúc đã rời xa. Không nói đến có quỷ thần hay không, hoặc có chuyện quỷ thần báo ơn hay không, nhưng có một điểm chắc chắn là làm nhiều việc thiện, phúc ắt có dư, làm nhiều việc ác, họa tất có thừa. Nếu bạn đang tồn tại trên cuộc đời thì hãy đọc ngay những điều này, vì cuộc sống không dài như bạn nghĩ. Hãy mỉm cười với những người mà bạn cảm thấy họ đã có một ngày căng thẳng. Hãy tử tế với họ. Tử tế là sự đầu tư duy nhất, không bao giờ vô ích. 1. Cuộc sống của bạn không phải từ lúc bạn sinh ra cho tới khi bạn qua đời. Cuộc sống của bạn chính là ngay lúc bạn đang thở cho tới hơi thở tiếp theo. Hiện tại, ngay ở đây và ngay lúc này chính là cuộc sống của bạn. Vì thế, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bằng sự tử tế và bình an, đừng sợ hãi hay hối tiếc. Thứ hai, cuộc đời rất ngắn ngủi. Đây là cuộc sống của bạn và bạn phải đấu tranh vì nó. Hãy đấu tranh vì những điều đúng đắn, vì những điều mà bạn tin tưởng và vì những thứ quan trọng với bạn. Đấu tranh vì những người bạn yêu thương và đừng bao giờ quên nói với họ rằng họ có ý nghĩa nhiều như thế nào với bạn. Ngay bây giờ, hãy hiểu rằng bạn may mắn khi vẫn còn có cơ hội. Vì thế, hãy dừng lại một chút và suy nghĩ.
bất cứ điều gì bạn cần phải làm thì hãy làm ngay trong ngày hôm nay. Những hy sinh của ngày hôm nay sẽ được đền đáp vào ngày mai. Khi nói đến chuyện làm việc chăm chỉ để đạt được một ước muốn nào đó như tốt nghiệp đại học, xây dựng sự nghiệp hay đạt được một thành tựu nào đó đòi hỏi thời gian và sự quyết tâm, tôi muốn hỏi bạn một điều: bạn có sẵn sàng sống một cuộc đời với mọi người hay không? Thứ tư, khi bạn trì hoãn, bạn sẽ trở thành nô lệ của ngày hôm qua. Nhưng khi bạn chủ động, ngày hôm qua sẽ là một người bạn tốt làm động lực thúc đẩy bạn. Vì thế, hãy làm điều gì đó ngay từ bây giờ để tương lai phải cảm ơn bạn. Thứ năm, thất bại là bài học mà bạn nhận được. Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết hy vọng, ngay cả khi họ đã làm người khác thất vọng. Với những ai vẫn có niềm tin, ngay cả khi họ đã nếm mùi thất bại. Với những ai vẫn biết yêu thương, ngay cả khi bị tổn thương. Vì thế, đừng bao giờ nuối tiếc về những điều đã xảy ra trong cuộc đời bạn. Chúng ta không thể thay đổi, không thể làm lại hay quên nó. Hãy biến chúng thành những bài học và sống tiếp bằng lòng biết ơn. 6. Bạn là người quan trọng nhất với chính mình. Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy hài lòng với bản thân mà không cần sự đồng tình từ ai đó. Bạn phải đối xử tốt với chính bản thân mình trước khi muốn có mối quan hệ tốt với những người khác. Bạn phải tự thấy bản thân mình có giá trị thì mới có thể tự tin trong mắt người khác. 7. Hành động của một người nói lên sự thật. Trong cuộc đời mình, bạn sẽ gặp nhiều người. Họ có thể nói những lời tốt đẹp, nhưng cuối cùng chỉ có hành động của họ mới nói lên họ là ai. Vì thế, hãy chú ý tới những gì mà người ta làm. Hành động của họ sẽ nói với bạn mọi thứ bạn cần biết. 8. Những hành động tử tế, dù rất nhỏ nhoi, cũng sẽ làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Hãy mỉm cười với những người bạn cảm thấy họ đã có một ngày căng thẳng. Hãy tử tế với họ. Tử tế là sự đầu tư duy nhất không bao giờ vô ích. Bất cứ nơi nào có con người thì đều có cơ hội cho sự tử tế. Hãy học cách cho đi, ngay cả khi đó chỉ là một nụ cười. Cho đi không phải vì bạn có quá nhiều, mà vì bạn biết rằng có quá nhiều người cảm thấy họ dường như không có gì cả. 9. Phía sau một cuộc đời tươi đẹp là không ít những đau khổ. Bạn là con người nên không thể hoàn hảo. Dù bị tổn thương, nhưng bạn vẫn sống sót. Hãy nghĩ về một đặc ân quý giá là bạn vẫn được sống, được thở, được suy nghĩ, được tận hưởng và được theo đuổi những gì bạn yêu thích. Đôi khi, có những nỗi buồn đang trên đường đời, nhưng vẫn có rất nhiều niềm vui. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước, ngay cả khi chúng ta đang tổn thương, vì chúng ta không bao giờ biết điều gì đang chờ đợi mình. 10. Thời gian và trải nghiệm sẽ làm lành những nỗi đau. Cách đây vài năm, khi tôi hỏi bà tôi về việc vượt qua nỗi đau, bà đã giải thích với tôi rằng, hãy nhìn vào những vòng tròn bên dưới, những vòng tròn màu đen đại diện cho kinh nghiệm sống của chúng ta. Vòng tròn của bà lớn hơn vì bà nhiều tuổi hơn và có nhiều kinh nghiệm sống hơn cháu. Những vòng tròn đỏ, nhỏ hơn đại diện cho những chuyện buồn trong cuộc sống của chúng ta. Đọc và ngẫm, nỗi khổ đau dai dẳng là tự thân mình. Người đàn ông: không phải vậy sao sư phụ? Người khác than khổ nhiều nhất chỉ cần 3 ngày 3 đêm, còn than khổ có thể phải cần 3 năm lận đó. Sư phụ nói, đó là cái khổ của lúc nào? Người đàn ông đáp, dạ, vào mấy năm trước. Sư phụ tiếp lời,
vậy chẳng phải đã qua rồi sao? Tại sao còn bám giữ không buông? Sư phụ dừng một lúc rồi lại hỏi, phần của con có thối không hả? Người đàn ông đáp, đương nhiên là rất thối rồi. Sư phụ mới nói, nếu vậy, bây giờ phân đó đang ở đâu? Người đàn ông trả lời, đi xong là xả sạch luôn rồi. Sư phụ lập tức nói, tại sao con không gói nó lại, bỏ nó trên người con? Gặp được ai cũng lấy ra nói với người ta, tôi từng bị thứ này làm tôi thối. Người đàn ông đáp rằng, điều đó thật ghê tởm quá. Đúng vậy, khổ nạn cũng giống như vậy, nó đã là quá khứ rồi. Nhớ lại và than khổ cũng giống như chúng ta mang phân ra cho người khác xem, vừa thối mình lại vừa thối luôn người khác. Con hiểu chưa hả? Người đàn ông lúc này mới nói, con hiểu rồi thưa sư phụ. Vậy sau này con còn muốn than khổ nữa không? Người đàn ông lập tức, không muốn nữa ạ. Nhớ kỹ, càng than khổ thì càng khổ, càng oán trách thì càng oán. Sư phụ nói, nếu như bạn cứ sống mãi trong thời gian của quá khứ, vậy thì bạn sẽ không có niềm vui. Phật gia giảng, sống trong đời, người đến với người là bởi do duyên nợ. Đã không có duyên, đã không gặp, thiện duyên hay ác duyên là bởi nợ nần từ kiếp trước. Làm người mà không thấu hiểu cái lẽ ấy thì suốt đời oán hận, trách móc người nào không đối tốt với mình, đem mối hận trong lòng nên tâm không lúc nào được yên vui, thanh thản. Kỳ thực, nếu như không phải kiếp trước đã từng đối xử không tốt với họ, thì nhất định kiếp này đã không gặp họ để trả mối nợ ấy. Trời đất vốn công bằng, nhưng con người vì không thấy nên không tin, cứ than thân trách phận, oán hận cả đất trời. Chẳng phải suốt đời sống trong mê mà không ngộ hay sao? Tiền có thể mua được hạnh phúc không? Đức Phật dạy, hạnh phúc không nằm ở việc nhiều tiền, mà nằm ở sự thanh tịnh trong tâm hồn mỗi người. Trong kinh kệ giáo lý nhà Phật có viết rằng, người Phật tử ngoài tu tập, tích đức hành thiện thì có quyền làm giàu. Nhiều người cho rằng làm giàu, có tiền bạc rủng tỉnh là có được mọi thứ trên đời, thậm chí có cả hạnh phúc. Nhưng có thực sự như vậy không? Có tiền trong tay, ta sẽ được hạnh phúc, được sống trong tình yêu thương chân thật hay không? Dân gian có câu, còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Tiền bạc chi phối nhiều mối quan hệ trong xã hội, tạo ra quyền lực ảo, nhưng chưa chắc đã giúp chúng ta có được tình cảm thực sự của người khác. Nhưng nếu cuộc sống thiếu thốn tiền bạc thì sẽ vô cùng khó khăn, khổ sở. Chẳng những cái ăn cái mặc bị hạn chế, mà khi ốm đau, bệnh tật cũng không có cách nào để thoát khỏi cảnh ấy. Khi tiền bạc dồi dào thì đời sống vật chất cũng theo đó mà sung túc, sức khỏe được cải thiện ít nhiều khi không phải chịu khổ sở về thể chất, mệt mỏi về tinh thần. Đức Phật có răn rằng, con người ta ai cũng có quyền làm ra tiền bạc bằng chính mồ hôi nước mắt của bản thân. Dùng sự siêng năng cần cù, vận dụng trí óc để tạo ra tiền bạc, từ đó gây dựng cho mình cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Theo lời Phật dạy, hạnh phúc trong cuộc sống không nằm ở việc chúng ta có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tài sản hay có quyền lực lớn đến mức nào, mà hạnh phúc nằm ở sự tự do tự tại, sự thanh tịnh ở tâm hồn khi không bị lòng tham lam, sân hận, si mê, thù ghét làm cho vẩn đục. Đức Phật có nói, thiểu dục tri túc, có nghĩa là giảm bớt tâm tham,
và biết thế nào là đủ. Biết đủ không có nghĩa là an phận thủ thường, chấp nhận số phận mà không có ý thức cầu tiến, không muốn phấn đấu. Biết đủ ở đây là hoan hỷ với bất cứ kết quả nào mà chúng ta nhận được sau khi đã vận dụng hết khả năng và trí tuệ của mình để thực hiện, đã nỗ lực hết sức mình. Tiền bạc và của cải không đồng nghĩa với hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta biết đủ, biết hài lòng với hiện tại, biết trân trọng những gì mình đang có trong tay, chứ không phải đứng núi này trông núi nọ, đòi hỏi mình có được những thứ mà người khác đang sở hữu. Hạnh phúc thực sự vốn chẳng thể nào mua được bằng tiền, cũng chẳng thể bán hay đổi hạnh phúc lấy tiền bạc chi tiêu. Ai có suy nghĩ dùng tiền bạc để mua hạnh phúc thì người đó đã hoàn toàn sai lầm. Tiền bạc chỉ có thể tạo dựng tiền đề của hạnh phúc mà thôi. Người hạnh phúc chưa chắc đã có nhiều tiền, mà người có nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc. Trong kinh Phật có câu: ái dục là cội gốc của luân hồi sinh tử. Hầu như tất cả những nỗi đau, những khổ cực hay tội ác trên thế gian đều bắt nguồn từ dục vọng, từ ham muốn quá độ, từ lòng tham lam mà sinh ra. Đạo Phật cho rằng con người vẫn có thể đạt được hạnh phúc ngay cả khi sự tiêu thụ vật chất là tối thiểu. Tức là không cần quá nhiều tiền bạc, chúng ta vẫn có thể có được hạnh phúc trên đời. Biết hài lòng, biết đủ với cuộc sống của mình, chúng ta sẽ không còn chịu sức ép của lòng tham, không còn thấy căng thẳng hay tiếc nuối về quá khứ đã qua, không quá trách cứ bản thân vì đã làm việc không được như ý. Phật dạy ta, thiểu dục tri túc, chính là muốn Phật tử trân quý những gì mình đang có trong tay, không cố công theo đuổi những gì nằm ngoài tầm với, khiến mình trở thành kẻ khổ sở như đang khát mà uống nước biển, càng uống lại càng bị khát dày vò. Cách giữ tâm bình thản trước mọi nghịch cảnh. Hằng ngày, con người luôn phan duyên theo cảnh, phóng túng theo dục tâm, không biến thiên. Nhưng chúng ta lại luôn vọng cầu, vọng tưởng một cách cuồng si về cuộc sống bình an, hạnh phúc. Liệu rằng con người có quá tham lam, khi vừa ham vật chất lại đòi giàu tâm can? Cùng tìm hiểu 7 phương cách giữ tâm an lạc theo lời Phật dạy, bình an, giúp cuộc sống trở nên an yên, vui vẻ. Phật giáo gần gũi, thân thuộc với cuộc sống của mỗi chúng ta. Những lời kinh Phật dạy giúp con người có cái nhìn tổng quan về cuộc sống, biết bình thản đối diện với sự khó khăn, khắc nghiệt, biết an vui từ những điều đơn giản, bình dị. Cuộc sống luôn vô thường, ngắn hạn, nên cần biết quý trọng, vui vẻ. Phiền não khiến cuộc sống của con người trở nên đau khổ, bi ai. Đệ tử của Phật khi bước vào tam điện cần loại bỏ được phiền não, ưu tư để sống cuộc sống bình an, tự tại. Phiền não làm cho con người ta chìm đắm trong sợ hãi, luân hồi sinh tử. Phiền não chiếm trọn tâm trí con người, khởi phát sân hận, khiến con người trở nên u mê, lầm đường lạc lối, sẵn sàng vì vật chất vứt bỏ lương tâm, thiện lành. Phiền não khởi phát từ tâm, phát khởi ra miệng, gây nên khẩu nghiệp, ác nghiệp, làm đổ bể những công đức tu từ trước đến nay. 3 năm tích đức tu hành, 1 lời thất đức, công trình đổ đi. 3 cách sau đây sẽ giúp ích được quý vị. Đầu tiên, tránh xa những cuộc đối thoại tiêu cực với người tiêu cực. Cha ông ta từng nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Trong cuộc sống, ta luôn tiếp xúc,
trò chuyện với người tiêu cực thì chắc chắn trong đầu ta cũng gieo rắc những điều tiêu cực thôi. Dù trong tất cả mọi việc hãy luôn nghĩ đến những điều tích cực, lạc quan thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Đừng ôm ấp hận thù, học cách quên lãng tha thứ. Tha thứ cho người cũng chính là giải thoát chính bản thân tâm trí ta. Bởi hận thù như căn bệnh nan y sẽ rút hết vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Ta ôm hận thù theo đuổi suốt cuộc đời, đến khi trả thù được, liệu rằng có vui vẻ, hạnh phúc hay lại dằn vặt khổ đau? Đức Phật dạy rằng, cách trả thù tốt nhất của con người là khoan dung, tha thứ, từ bi, hỷ xả cho kẻ đã hại ta. Đừng ganh tị với người khác. Thành công của ngày hôm nay không dễ gì có được, nó là cả một quá trình cố gắng. Vì vậy, thay vì đố kỵ, ghen ghét với người khác, thì hãy học hỏi kinh nghiệm của người thành công để làm tốt hơn chính bản thân mình. Ganh tị không thể khiến bạn trở nên tốt đẹp, giàu có, thành công. Nhưng học hỏi được từ người thành công giúp mình chín chắn và bản lĩnh hơn trong cuộc sống. Hãy chấp nhận những gì không thể thay đổi. Cuộc sống có những điều bất ngờ, thương đau, hạnh phúc. Con người phải học cách chấp nhận mà không thể nào thay đổi được kết quả. Khác biệt ở chỗ, thay vì bi ai, khổ lụy với sự thực nghiệt ngã đó, thì ta có thể mạnh mẽ vượt qua, chấp nhận sự thật không thể thay đổi. Bởi có như vậy, chúng ta mới cố gắng vượt qua khó khăn, hướng tới một tương lai tốt đẹp. Sự vật có thể thay đổi, biến thiên theo trình tự thời gian. Ngay cả bản thân nội tại của con người cũng chịu quy luật tự nhiên. Thay vì si mê theo những thứ phù phiếm xa hoa, thì nên chấp nhận sự thật, tu tâm dưỡng tính để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Hãy học tính kiên nhẫn hơn, bao dung hơn. Nếp sống thiền chắc chắn giúp bạn rèn giũa được tính kiên nhẫn, bao dung. Những người có đức tính khiêm cung nhẫn nại luôn được mọi người yêu mến kính trọng. Với đệ tử của Phật, nhẫn là đạo đệ nhất. Chữ nhẫn là chữ vàng, khi đạt đến cảnh giới nhẫn thì chắc chắn người đó vừa sang lại vừa giàu. Đừng nhìn nhận sự vật, sự việc dưới quan điểm cá nhân, phiến diện từ một phía. Bất kể một sự việc nào cũng phải nhìn nhận từ nhiều góc độ, đứng dưới quan điểm chung để nhìn nhận sự việc rõ phải trái đúng sai. Như vậy mới có thể đánh giá đúng tính chất của việc đó để có cách hành xử đúng luân thường đạo lý. Trong xã hội hiện đại, có nhiều người sẵn sàng vì đồng tiền vứt bỏ lương tâm, đạo đức. Chẳng cần phân biệt rõ phải trái đúng sai, sự việc vẫn cầm cân nảy mực để gây ra nhiều oan trái cho người khác. Những kẻ làm việc ác, vô lương tâm vậy, chắc chắn sẽ gặp phải quả báo thôi. Học cách thả lỏng tinh thần. Mỗi ngày hãy dành cho mình 10 phút để nhìn lại, thư giãn giữa cuộc sống hối hả. Để có thể san sẻ được tình thương, thì trước nhất cần làm là phải yêu bản thân mình đã. Hãy học cách thả lỏng tinh thần để thư giãn và tĩnh tâm lại. Như vậy sẽ giúp cho ta được bình yên trong tâm hồn, có thể phân biệt và tỉnh tại ngay cả trong cuộc sống hối hả, tấp nập. Với nỗi lo cơm áo gạo tiền, chắc chắn khiến chính chúng ta trở nên mỏi mệt, muốn buông xuôi khi đến một độ quá mệt mỏi. Vì vậy, hãy rèn cho bản thân tâm hồn được nghỉ ngơi 10 phút mỗi ngày. Như vậy, chắc chắn ta sẽ luôn giữ vững tinh thần, thư thái, an lạc giữa cuộc sống. Sống chậm, sống an lạc, để tâm tỉnh giác tu được nghiệp thân,
khẩu, ý. Có như vậy thì tâm ta luôn hạnh phúc, giá trị cuộc sống được nhân ra với mọi người. Thế gian này sẽ chẳng còn khổ đau, chia lìa, mà thay vào đó là sự an vui, hoan lạc. Bảy phương cách giữ tâm an lạc theo lời Phật dạy bình an. Bình an, hạnh phúc, nhẹ nhàng giữa dòng đời tấp nập là cách nhiều người lựa chọn để sống an vui. Khi tâm an lạc, thân khẩu ý sẽ giảm được những tiêu cực, chỉ còn lại điều tích cực để sống sẻ chia, làm cuộc đời ý nghĩa hơn. Cuộc đời này, con người là hữu hạn với thời gian. Thay vì lừa lọc, dối trá, ghen tị lẫn nhau, hãy sống trân quý những phút giây vui vẻ dành cho nhau. Sự sẻ chia, an lạc để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Sống ở đời đừng quá tốt, cũng đừng quá rộng rãi, vì không phải ai cũng trân trọng sự chân thành của bạn đâu. Ở đời đừng bao giờ sống quá tốt, cũng đừng quá rộng rãi, vì không phải ai cũng trân trọng sự chân thành của bạn. Có lúc đừng sống quá tốt, cũng đừng quá rộng rãi. Kính thưa quý vị và các bạn thính giả, thời gian càng lâu, những người bên cạnh bạn, họ cảm thấy tất cả việc tốt bạn đã làm là đương nhiên như thế. Giả sử một ngày bạn không chịu đựng nổi nữa, mệt thật rồi, thì cũng không có ai thương xót và thông cảm với bạn. Bởi vì trong mắt họ, chính bạn đã tự nguyện làm như thế. Khi bạn quá quan tâm đến người khác, họ sẽ càng làm khó bạn gấp vạn lần. Còn nếu bạn quá nhường nhịn người khác, họ sẽ được nước tiến lên làm tổn thương bạn. Trong tâm cũng đừng quá tốt, không nên việc gì cũng nghĩ thay cho người khác. Bởi vì sẽ có người không bao giờ cảm nhận được những suy nghĩ của bạn. Thông cảm với cái khó khăn, sự gian khổ của bạn. Thậm chí, đến một câu nói quan tâm ấm áp thôi cũng không có nữa. Bởi họ đã quen với ý nghĩ, tất cả những gì bạn làm tốt, đó là điều hiển nhiên. Hãy là một người tốt thông minh. Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ đó là món quà, mà họ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Khi mà bạn không cho thứ họ muốn nữa, họ sẽ ngay lập tức trở mặt với bạn. Nếu ở trong hoàn cảnh đó, liệu bạn có thể tiếp tục cho đi nữa hay không? Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho mà thôi. Bạn là một người chân thành và cởi mở, luôn nhiệt tình đối với bạn bè. Những gì bạn mình cần giúp đỡ, nếu trong khả năng thì bạn chẳng hề chối từ. Bạn bè của bạn dần dần quen với việc họ cần người an ủi thì sẽ tìm đến bạn. Họ thiếu tiền, bạn sẽ giúp. Bạn như thế luôn là một người lớn, người hùng trong mắt bạn bè. Mỗi khi họ cần thì bạn sẽ có trách nhiệm đến an ủi, động viên. Đến một hôm, họ trách bạn không còn đối xử tốt với người ta nữa. Nhưng họ lại không chịu nhớ rằng ngày cô ấy cãi nhau với sếp là ngày bạn vừa mất một cơ hội thăng tiến. Bạn là một nhân viên mẫn cán nhất trong phòng, không ngại ôm nhiều việc, chẳng ngại làm thêm giờ. Bạn luôn tâm niệm rằng chỉ cần công việc tốt lên là được, tính toán thiệt hơn gì, việc ai làm ít, ai làm nhiều để làm gì. Bạn không phải là người nhanh nhẹn nhất, nhưng sẽ luôn là người cần mẫn nhất. Bạn không phải là người giỏi nhất, nhưng sẽ là người chăm chỉ nhất. Bất chợt đến một ngày, bạn cảm thấy đuối sức, bạn cảm thấy mình cần về nhà sớm và cảm thấy rằng mình cần có người chia sẻ công việc. Sếp bây giờ dường như trở thành một người khác, đánh giá thấp kỹ năng của bạn, cho rằng những cố gắng của bạn đều là con số 0 và phóng đại cả những khuyết điểm của bạn lên nữa.
bạn làm việc hết mình, chẳng tính toán thiệt hơn. Nhưng sếp bạn có thể lại cho rằng đó là bổn phận, là trách nhiệm của bạn. Trực ngoài giờ là trách nhiệm của bạn. Không để khách hàng nào khiếu nại là trách nhiệm của bạn. Hoàn thành công việc sớm là bổn phận bạn cần làm. Đồng nghiệp thì lại cho rằng bạn đang lười biếng, đang buông bỏ. Bạn đang đùn đẩy trách nhiệm cho họ, khiến tự nhiên họ phải làm những việc trước đây chẳng phải động tay. Dù bạn có làm 200% sức lực, thì đến hiện tại, điều đó đã trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thế. Cho nên, khi bạn chỉ làm đủ 100% những việc cần, mọi người cho rằng bạn đã chưa hoàn thành đúng trách nhiệm của mình. Bài học này thực sự rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Những điều chân thành từ tấm lòng của bạn, không phải ai cũng xứng để nhận. Hãy biết chọn lựa để bản thân không phải hối tiếc những gì bạn đã cho đi. Có thể bạn cần cân nhắc lại về việc cho đi đối với những người thật sự xứng đáng hơn. Hiểu thấu những lời Phật dạy về chữ tâm, ắt hưởng phúc lành. Thật may mắn khi bạn và tôi được sinh ra, nếm trải hỷ nộ ái ố, những buồn vui hạnh phúc trong cuộc đời. Cha mẹ cho chúng ta cuộc đời. Tuy nhiên, sống tốt hay xấu là sự lựa chọn của chính chúng ta. Cái quan trọng, quý giá nhất của chúng ta đó chính là chữ tâm. Tâm điểm xuất phát cũng là điểm kết thúc cho mọi khổ đau, hạnh phúc cuộc đời. Cùng lắng nghe những lời Phật dạy về chữ tâm để tìm được hướng đi đúng đắn cho cuộc đời. Tâm thanh tịnh, ắt hưởng phúc lành. Nhu cầu thiết thực của mỗi con người: tiền tài, danh vọng, vật chất. Và họ cố gắng để đạt được những thứ thực tại đó bằng nghị lực, sự chăm chỉ. Đúng hơn là những người làm giàu chính đáng bằng chữ tâm tài. Nhưng còn không ít nhóm người bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp đúng sai để chạy theo đồng tiền, rồi cuối cùng cũng chỉ khiến cuộc sống bế tắc, bất hạnh hơn mà thôi. Bài viết dưới đây, tôi cùng các bạn cùng tường minh lời vàng thước ngọc của Đức Phật răn dạy về chữ tâm. Có hiểu thấu được lời Phật dạy thì con người chúng ta mới đạt được hạnh phúc viên mãn, phước lành theo mãi. Nhất thiết duy tân tạo, mọi việc đều từ tâm mà ra. Quả đúng như vậy, tâm trí hay khối óc chính là nơi điều khiển, pha trộn mọi cảm xúc, từ vui buồn, thiện ác. Tất tần tật những công đức nghiệp báo của một đời người quyết định phương cách sống cuộc đời. Từ bi, hỷ xả hay đố kỵ, ghen ghét đều được con người lựa chọn. Tâm sinh tướng, nếu tâm trí tốt sẽ tạo ra được phước lành, nghiệp lành. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, giản đơn và luôn luôn hạnh phúc. Tâm xấu luôn luôn thúc đẩy sân si, ganh ghét, đố kỵ với tất cả mọi thứ xung quanh. Với những người có tâm khởi phát là sự xấu xa, ghen ghét, chắc chắn sẽ tạo ra quả đắng. Bạn không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng bạn có thể lựa chọn cách sống, phong cách ứng xử để cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Chẳng một xã hội hay hoàn cảnh nào có thể đưa đẩy cuộc đời bạn đến bờ vực thẳm. Có chăng là chính bạn đã tự bước chân vào sa ngã mà thôi. Thức tỉnh sửa chữa sai lầm, như đạo lý nhà Phật là sám hối, giúp cuộc sống con người từ đen thành trắng, ác thành thiện, nhưng cần kiên trì, bền bỉ. Sám hối giúp bạn tĩnh tâm, nhìn nhận lại bản thân với những lỗi sai lầm trước đây trong cuộc sống. Chủ động sửa sai, sống lương thiện trong sáng. Trong tâm trí khởi phát phước thiện lành, giúp cuộc sống trở nên vẹn tròn, tốt đẹp hơn. Một con người gian manh, độc ác
thì chắc chắn gương mặt không thể thánh thiện, phúc hậu, hiền lành được. Mọi sự thiện ác, lành ít dữ nhiều đều từ tâm biểu hiện ra ngoài. Hành động là minh chứng rõ ràng nhất để thể hiện người có tâm hay vô tâm. Hành động, tính bạo lực, hiềm khích, ganh ghét. So sánh được những khía cạnh đó, bạn có thể đúc rút được người đối diện của bạn tâm có sáng hay không. Một người khởi phát hiền lành, phúc hậu, thanh lịch, nho nhã, chắc chắn họ là người có tâm trong sáng. Tâm tốt xấu chắc chắn biểu hiện ra khuôn mặt của mỗi người. Bất kể người đó là người xấu xa mà cố giả tạo là người tốt, thì sớm muộn gì cũng lộ tẩy mà thôi. Thông qua hành động của con người để nhận xét được tốt xấu. Ngẫm cuộc đời con người là hữu hạn, tại sao chúng ta phải ganh đua, bon chen với tiền tài, danh vọng, địa vị mà bỏ quên hạnh phúc vẹn tròn, nhỏ nhắn bình dị trong một gia đình? Ai ai cũng khởi tâm thiện lành thì trái đất sẽ chẳng còn khổ đau, giận hờn. Để đạt được lên đến cõi Niết Bàn, cõi cực lạc tiên cảnh, thì mỗi người phải gột sạch tâm ba cõi, không còn tham sân si. Liệu rằng trong xã hội hiện đại, có ai đạt đến cảnh giới nhà Phật đề ra hay không? Hiểu đơn giản, khi bạn gieo hạt giống tốt đẹp, thiện lành vào đất, thì 10 năm, 20 năm sau, bạn sẽ gặt được trái ngọt. Còn bạn gieo hạt giống chanh chua, cọc cằn, thì 10 năm, 20 năm nữa, chắc chắn trái bạn nhận là trái đắng rồi. Cuộc đời con người có nhân quả. Cái chính là nhân quả đến sớm hay muộn trong cuộc đời bạn mà thôi. Bản năng của con người sinh ra đã tham sân si. Chỉ khi chữ tâm chế ngự được hay không mà thôi. Nếu lòng tham nổi lên, con người sẽ ngụp lặn trong những chuyện xấu xa, đồi bại, nhằm thỏa mãn lòng tham. Mà giới hạn ở lòng tham gì vô hạn, không có một điểm dừng, đặt ra một giới hạn nhất định. Nhưng khi đạt được rồi, lại muốn cái xa hơn, tốt đẹp hơn. Tham sân si nếu không chế ngự được, thì chắc chắn cả đời này chỉ chạy theo hạnh phúc mà thôi. Rất khó để con người có thể chế ngự được lòng tham. Khi nó gặp thời điểm lý tưởng để phát triển, khiến con người trở nên u mê tâm tối, bất chấp luân thường đạo lý để đạt được tiền tài danh vọng. Chỉ khi con người ta chịu sự khổ đau, dằn vặt, vấp ngã cuộc đời thì mới tỉnh ngộ, giác ngộ theo tâm hướng hiện lành. Và khi đó lại loay hoay tìm cách thoát ra sự khổ đau bởi quả đắng mình gieo trồng. Nếu bạn không thể chế ngự sự giận, sân, si, thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn và tồi tệ hơn. Khi đó con người luôn bị chìm đắm trong khổ đau, nghiệp chướng nối tiếp mãi mà chẳng thể nào thoát ra được. Chỉ khi con người được giác ngộ giáo lý nhà Phật mới có thể thức tỉnh u mê, tầm tối để hướng thiện và làm lại cuộc sống tốt đẹp hơn. Mọi vật, mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn, hạnh phúc, may mắn hơn, dù trong nghịch cảnh qua cái nhìn của người khởi tâm tốt. Dù khó khăn, u uất hay thậm chí oan sai, nhưng họ vẫn nhìn ra được những điều bình dị nhất mà họ may mắn có được. Hạnh phúc từ những điều bình dị, gần gũi, giúp cuộc sống của con người trở nên vui vẻ, hạnh phúc. Lời Phật dạy về chữ tâm giúp chúng ta thức tỉnh cuộc đời. Bạn gieo một tâm tốt đẹp, chắc chắn bạn sẽ nhận trái ngọt. Cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, đơn giản, bình dị, nhưng không kém hạnh phúc. Còn những người luôn mang những thứ xấu xa, nghi kỵ đến mọi nơi, thì sống trong tiền bạc, nhung lụa,
cũng chẳng thể vui vẻ, hạnh phúc được. Cuộc đời con người hữu hạn, vậy tại sao chúng ta không sống tử tế, tôn trọng đồng loại ngay từ đầu để cuộc sống tốt đẹp hơn? Là ai cũng nhất định phải đọc bài viết ý nghĩa này, đừng bỏ qua. Phật có dạy rằng, miệng là của người khác, cuộc sống là của chính mình. Vì thế, đừng vì lời người khác nói mà làm khổ bản thân mình. Đời người ngắn ngủi vô thường, đừng mãi ôm giữ trong lòng những khổ đau, nhất định cần nhớ kỹ. Nhìn rõ nhưng không cần nói rõ. Rất nhiều chuyện chỉ cần trong tâm mình hiểu rõ là được rồi, không nhất thiết phải nói ra. Đừng nên làm con nhím xù lông, phóng vào người khác lại làm tổn thương chính mình. Có một số việc không cần phải ghi nhớ ở trong lòng. Đây không phải là cuộc sống của họ. Mọi người có quyền nghĩ bất cứ điều gì họ muốn, cũng giống như bạn có quyền nghĩ bất cứ điều gì bạn muốn. Những gì mọi người nghĩ về bạn không thể thay đổi bạn là ai hay những giá trị vốn có của bạn, trừ khi bạn cho phép họ làm điều đó. Điều đúng với người khác có thể hoàn toàn sai với bạn. Quan điểm của một người nào đó thường dựa trên việc họ sẽ làm gì. Những gì tốt nhất cho người khác có thể là điều tồi tệ nhất với bạn. Rác thải của người này có thể là kho báu đối với người khác. Tất cả chúng ta đều độc đáo và chỉ có bạn mới biết điều gì là đúng với bạn. Miệng là của người khác, cuộc sống là của chính mình. Trong khi học cách vừa thỏa hiệp với người khác mà vẫn giữ được những nguyên tắc cơ bản của chính mình. Suy nghĩ của mỗi người thay đổi thường xuyên. Chúng ta liên tục thay đổi và suy nghĩ của chúng ta cũng vậy. Điều đó có nghĩa là, thậm chí nếu ai đó nghĩ xấu về bạn trong lúc này, có thể họ sẽ nghĩ bạn tốt trong tương lai. Vì vậy, cơ bản suy nghĩ của mọi người không thực sự quá quan trọng. Đừng dễ dàng buông lời hứa hẹn, vì khi không thực hiện được lời hứa đó thì còn tệ hơn không hứa rất nhiều lần. Đừng chỉ biết nói lời suông, hy vọng càng lớn thì thất vọng sẽ càng nhiều. Đời người biết bao kẻ đến người đi, có một số người chính là duyên phận đáng trân quý, có một số đối với bạn mà nói có thể chính là sai lầm. Có đôi khi chúng ta yêu thích một người cũng bởi vì hai người có những điểm tương đồng với nhau. Tuy nhiên, khi đến một giới hạn nào đó, chúng ta lại vì hiểu rõ nhau mà chia lìa. Bởi vì, có lúc chúng ta chán ghét một người nào đó cũng chỉ vì người đó và bạn có quá nhiều điểm giống nhau. Bạn phiền muộn là bởi vì chính mình không đủ rộng rãi. Bạn lo nghĩ là bởi vì chính mình không đủ thông dong. Bạn đau khổ là vì chính mình không đủ kiên cường. Bạn rầu rĩ là bởi vì chính mình không đủ ánh dương. Bạn ghen ghét là bởi vì chính mình không đủ ưu tú.